What's up chào tất cả các bạn. Như tất cả các bạn đã biết, đó là dạo gần đây đang có một cái game mà nó rất là hot về Harry Potter. Nhưng mà để chúng ta cùng xem thử là cốt truyện của game này như thế nào thì ra là mình cũng chỉ coi lại từ mấy bạn. Thì ra cái trò này chưa chơi nhưng mà cùng nhau coi thử tóm tắt cốt truyện của nó như thế nào. Nếu mà hấp dẫn thì biết đâu lại có video chơi thử. Kể từ ngày dân tình ném đá J.K. Rowling vì tư tưởng cùng những phát ngôn đầy bất ổn, làn sóng phản đối tác giả đã lan đến cả bộ truyện Harry Potter. Cái vụ này thì tôi có biết nhưng mà Hogwarts Legacy cũng không nằm ngoài vùng phủ sóng. Tuy nhiên, bản thân trò chơi chẳng có lỗi lầm gì cả. Bản thân tác giả bộ truyện cũng không tham gia vào quá trình sản xuất của tựa game. Đúng. Nói chung là ân oán giang hồ không họa tới vợ con, nhưng cải chay của chuyện tình đoàn bài xích mọi thứ liên quan. Bản thân Hogwarts Legacy dù vừa mới ra mắt nhưng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các fan hâm mộ. Đồng thời được đánh giá là một trong những game nhập vai thế giới Harry Potter đáng chờ nhất. Trời, thế nên nghe gì mà ảo một đứa từng mê mẩn thế giới phù thủy thì nói thật là mà tôi khoái cái game này lắm. Hôm bữa tôi vừa mới đi Universal là cũng có cầm đũa của Harry Potter múa rồi, cũng ghê lắm á. Hai ngày sau khi game ra mắt nên là trong video hôm nay hãy để mà tôi tóm tắt lại cho bạn một cách ngắn gọn những gì đã xảy ra trong Hogwarts. Nãy giờ là intro thôi, bây giờ mới vô chính game nè. Ok, let's go. Tính ra là bắt đầu tôi chơi game này tôi cũng tính chơi nhưng mà tôi sợ là kiểu mình ngu khờ không. Nhưng mà tôi nghĩ tất cả các bạn ở đây ai cũng đã từng có Harry Potter đúng không? À mà chỉ coi thì nhớ comment tôi coi thử nha. Nhưng mà nhìn cũng có vẻ xịn nhờ. Uầy, đánh nhau rồi hả? Trong này mình có được cast spell không ta? Có nhờ. À được, đãi ta. Vào vai một phù thủy 15 tuổi chuẩn bị nhập học Hogwarts. À, trời ơi 15 tuổi mới nhập học Hogwarts, hơi trẻ không ta? Là ngài George Osric đích thân đưa đến trường. Trên đường đi, ngài George đưa cho giáo sư Fig chiếc hộp do vợ của giáo sư để lại. Thế là nên tôi mượn xem thử và tình cờ mở được chiếc hộp, phát hiện bên trong hóa ra là một cái khóa cản. Lúc này, cổ xe bay của chúng tôi bị một con rồng tập kích. Ngài George không may về chợ ông bà. Ấy dạ, trời đúng á. Ê khoan, sao cái mặt nhìn giống? Sao cái mặt nhân vật chính nhìn giống á ai các bạn? Bà. Nhìn giống, nhìn khá là giống với lại cái anh mà đóng sinh vật kỳ bí á. Những sinh vật kỳ bí giống với họ. Yêu tinh canh giữ ngân hàng đưa chúng tôi đến căn hầm số 12 nơi cất giữ những di vật của chủ nhân chiếc chìa khóa cản. Yêu tinh là nhìn sau quen quá ha. Sau khi vào bên trong và đối đầu với một nhóm các chiến binh bảo vệ bằng đá, chúng tôi tìm thấy cái tưởng ký và phát hiện nơi này do phù thủy Percival Rackham dựng lên. Cái tưởng ký đó là trong Harry Potter cũng có đó các bạn, là mình sẽ kiểu lấy ký ức của mình ra đoạn này xong nhỏ vô xong bắt vô để mình nhìn á. Thủ lĩnh của đám yêu tinh nổi loạn tên là Ranrock đột nhiên xuất hiện và muốn cướp ký ức của Percival. Chúng tôi vô tình làm thức tỉnh bức tượng thủ lĩnh bảo hộ tối cao. Nhờ nó tấn công Ranrock, tôi và giáo sư Fig mới kịp tìm được cánh cổng dịch chuyển đến Hogwarts. Tôi khá hoang mang, tôi cũng hoang mang đó. Tại Hogwarts, tôi được chiếc mũ phân loại xếp vào nhà Gryffindor. Gryffindor. Ê, nghe đồn mới là cái này là nếu như mình chọn mỗi nhà là mình sẽ có mỗi nhiệm vụ khác nhau luôn á. Nhà Gryffindor nhiệm vụ khác, nhà Slytherin nhiệm vụ khác. Kết thúc buổi lễ, tôi được đưa về ký túc xá. Từ đó, hành trình khám phá những di sản của tôi tại Hogwarts chính thức bắt đầu. Một ngày nọ, trong lúc cùng bạn đến làng Hogsmeade chơi, tôi vô tình chạm vào một con yêu tinh khổng lồ và thành công. Sao nhỏ này nó hay, sao mình hay đi vô tình chạm vô cái nhiệm vụ này, vô tình chạm vô cái nhiệm vụ kia, vô tình đánh thức người này, đánh thức người kia vậy? Tìm cách bắt tôi để lấy lại cái tưởng ký. Ây da, Ranrock nhận ra sự hiện diện của tôi. Ây da, nấp gì mà ít có lộ quá vậy men. Chắc là khó thấy lắm á. Buộc tôi phải trốn vào quán bar cây chổi. Sau khi về Hogwarts an toàn, tôi đã kể chuyện này cho giáo sư Fig nghe và biết Ranrock đang điều khiển đám quỷ khổng lồ chuẩn bị tấn công Hogwarts. Mọi manh mối giáo sư Fig tìm được đây rồi. Anh có phải là cái tấm bản đồ không ta? Đúng, tất nhiên là tấm bản đồ. Trời, sao tôi nói gì ngớ ngẩn vậy ta? Tôi đã thành công đột nhập vào bên trong khu vực hạn chế của thư viện và tìm thấy quyển sách cùng cái chậu tưởng ký. Dựa vào mảnh ký đầu tiên trong chậu, tôi thấy nhóm bốn phù thủy được gọi là các hộ vệ đang phục hồi một ngôi làng bị tàn phá bởi hạn hán. Nói chung là cái game này là mình sẽ vô tình vào Hogwarts thôi, nhưng mà mình cũng sẽ là phải làm nhiệm vụ, mà như kiểu là mình trải qua rất là nhiều chuyện vậy đó hả? Thứ hai, tôi biết rằng bốn hộ vệ đó đều từng là giáo sư tại Hogwarts. À. Cô gái tên Isidora Morganach cũng nhập học trễ vào năm thứ 5 và có khả năng sử dụng ma thuật cổ xưa giống như tôi. Ây da, à, hay là mình cũng sử dụng ma thuật cổ xưa nữa. Giáo sư Fig nghe, nhưng phát hiện quyển sách lại bị mất vài trang. Lúc này giáo sư Fig bị gọi về London, nên tôi xung phong đảm nhận việc tìm những trang sách bị mất. Ây da. Trong một thời gian mày mò, tôi gặp được cựu học sinh Hogwarts, nhưng giờ đã biến thành ma, tên là Richard Jackdaw. Trong lúc giúp đỡ Jackdaw tìm lại cơ thể, tôi cũng tìm thấy những trang sách bị mất nằm trên bộ xương của anh ta. Nằm trên bộ xương của anh ta? Ủa trời đất ơi. Ngoài ra, nhờ Jackdaw, đây bí mật này chôn sâu giống với bộ là có thật nằm hả? Nằm sâu bên dưới Hogwarts và nhìn thấy chân dung của bốn hộ vệ, đó là Percival Rackham, chủ nhân của căn hầm số 12 ở ngân hàng Gringotts.
tính ra là cái Hogwarts làm phim về hay là làm những cái gọi là cái nhỏ nhỏ về Hogwarts không bao giờ hết luôn các bạn. Nhưng họ vẫn tồn tại với hình thức. Lâu lâu nó lại có tình tiết mới, lâu lâu trong cái trường này lại có cái những điều kỳ bí mới không? Để giữ bí mật về sự tồn tại của phép thuật cổ xưa với thế giới phù thủy. Nhưng giờ đây, vì tôi cũng sở hữu phép thuật cổ xưa nên họ đồng ý chia sẻ nó với tôi. Tụi Rackham nói rằng có 4 vật chứa phép thuật cổ xưa sẽ xuất hiện trên bản đồ và tôi cần phải thu thập chúng để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên câu chuyện không đơn giản như thế. Cứ mỗi lần tìm thấy một vật chứa, tôi sẽ biết những sự kiện quan trọng trong quá khứ. Tưởng cứ mỗi lần nhớ Isidora Morganet, cô gái cũng sở hữu phép thuật nhớ. Trong quá khứ gia đình Isidora có 2 anh em, nhưng anh của Isidora bị bệnh nặng. Khi 4 hộ vệ đến giải cứu ngôi làng bị hạn hán, Isidora vì quá kích động nên đã không lên tiếng. Vậy nên họ đã không biết để chữa cho anh của cô. Ủa nhỏ này kích động gì lạ vậy? Isidora đến Hogwarts học tập và trở thành một phù thủy sở hữu phép thuật cổ xưa dưới sự dẫn dắt của cô Rackham. Tuy nhiên anh trai của Isidora cũng đã qua đời vì bệnh, còn cha của cô thì trở nên trầm cảm sau sự ra đi của con trai. Isidora nói với cụ Rackham rằng Isidora, cô muốn dùng phép thuật để chuyển nỗi đau của cha sang cho mình. Nhưng trời ơi, cái gì mà ngăn cản vì điều đó là điều cấm kỵ. Tuy nhiên Isidora vẫn lén nghiên cứu ma thuật cổ xưa nhằm thực hiện điều đó. Trời. Còn biểu diễn ma thuật chiết xuất nỗi đau của cha mình vào một lọ thủy tinh trước mặt 4 hộ vệ. Đó là khởi đầu đầy hứa hẹn. Nhưng rồi Isidora ngày càng trầm mê với sức mạnh và bắt đầu tha hóa. Tiếp xúc quá nhiều với sự đau khổ của nhân loại khiến cô bắt đầu thích thú với nó, đồng thời khao khát. Khoan, tự nhiên tiếp xúc với nỗi đau của nhân loại cái bắt đầu càng ngày càng thích thú. Ủa, là giống như kiểu đau quá cái nó sướng hả ta? Nhỏ này cái gu nó lạ quá. Nhỏ này gu kỳ quá ha. Của mọi người. 4 hộ vệ nhanh chóng nhận ra thứ Isidora lấy đi không chỉ là nỗi đau mà còn bao gồm mọi cảm xúc của nạn nhân. Hèn chi không có nỗi đau thì chứ sao mà đâu quá mà sướng được. Mày lấy hết rồi. Nếu cứ để Isidora lạm dụng ma thuật cổ xưa và điều đó thì cô ta sẽ gây ra một hậu quả vô cùng khủng khiếp. Như họ đã đến. Everyone feel pain and why? Because of your ignorance and obsession with secret. Isidora đã ra tay với các học sinh trong trường và tích tụ những cảm xúc đó vào quả cầu khổng lồ. Trong trận chiến ngăn cản Isidora. Sai phép thuật ác luôn kìa. Trong trận chiến. Sai cả Ava. Ava đã kêu lắm ra. Thì ra tôi không bao giờ đọc được chữ này nhưng mà gọi Harry Potter mà không biết cái phép thuật này là sai lắm luôn đấy. Ngăn cản Isidora. Trời. Cả cô ta và hộ vệ Niệm đều tử vong. 3 hộ vệ còn lại không thể phá hủy quả cầu cảm xúc, trong khi nó lại chứa sức mạnh quá lớn. Nếu để nó rơi vào tay kẻ xấu thì sẽ xảy ra hậu quả khôn lường. Chính vì vậy họ đã quyết định giữ bí mật về điều này bằng cách bảo vệ nó và tạo ra những thử thách để tìm người có thể phá hủy quả cầu cảm xúc kia. Chính là nhỏ đã tự nhận ra luôn á. Đến đây thì câu chuyện quá khứ xem như hết. Chúng ta sẽ quay về với gã Ranrock bị lãng quên từ nãy tới giờ. Trời ơi, cha này sao mà qua những thử thách do các hộ. Ủa sao tự nhiên trong hình tạo hình thì đẹp mà qua cái sao trong phim thì nhìn rất là nét mà sao đến đoạn in game thì nhìn hơi cùi cùi nha. Do các hộ vệ đặt ra, tôi sẽ thường xuyên bị gã Ranrock và đám yêu tinh lâu lắm đã ngán được. Ui, đánh nhau đã vậy? Nó in game này các bạn. Nó ra nhìn ok quá chứ ha. Quả cầu cảm xúc. Lý do Ranrock để mắt đến quả cầu là vì nguyên liệu tạo ra. Lộn rồi nữa. Yêu tinh cung cấp. Theo quan điểm của yêu tinh, nhân loại chỉ mướn đồ của chúng sử dụng sau khi chủ nhân qua đời. Đồ vật đó phải sẽ được trả về cho chúng. Ngoài ra Ranrock còn muốn dùng sức mạnh trong quả cầu để gây chiến với giới phù thủy nên gã luôn phá cầu suốt gần ấy thời gian. Dám gây chiến với phù thủy hả? Vậy. Đó là vì lúc trước phù thủy từng ngược đãi và áp bức yêu tinh nên Ranrock muốn đứng lên đòi lại công bằng. Cũng có. Tuy nhiên anh trai của Ranrock là Lodgok lại quyết định đứng về phía tôi thay vì ủng hộ Ranrock, dẫn đến việc anh em tương tàn. Kết quả là Ranrock đã xuống tay với cả anh trai của mình. Sau khi biết tường tận về ma thuật vô nhân tính từ Ranrock, gã phù thủy hắc ám Victor lại quyết định bắt tay với tôi để chống lại Ranrock. Đương nhiên, chẳng phải vì gã đứng về phe chính nghĩa hay lương tâm thức tỉnh đột xuất. Đây chẳng qua là một thằng cha theo chủ nghĩa thượng đẳng huyết thống, nên gã cho rằng ma thuật cổ xưa nên thuộc về phù thủy chứ không phải là một giống loài hạ đẳng như yêu tinh. Nhưng đạo bất đồng tất không chung đường. Đạo bất đồng tất má sao xài chiêu dữ vậy? Ê cái này phải nhấp nè. Nên tôi đã có một nhấp nè. Mày lửa với Victor. Ok rồi, hay á, tao biết á. 4 hộ vệ sau đó đã mở cánh cửa đến. Mấy game này thường hay chơi điện thoại, chơi tay cầm mới đã các bạn. Nhưng thường thì bây giờ mọi người chơi máy tính nhiều chơi tay cầm cái này nó mới cảm giác. Quân yêu tinh phản loạn cũng tham gia cuộc chiến. Mấy game cái này hay chơi tay cầm lắm á. Đã phải vất vả chống trả. Những giáo sư khác của Hogwarts sau khi biết tình của xuất hiện đã tôi cầm chân đắc yêu. Nhìn lại này làm liên tưởng tới tập cuối của Harry Potter. Ranrock hấp thụ được sức mạnh của quả cầu và biến thành một con rồng khổng lồ. Nó bắt đầu công cuộc chinh phục thế giới. Mở đầu bằng việc phá hủy trường học của Hogwarts. Nhìn con boss thì quái thiệt chứ. Cổ xưa,
tôi đã có trận đối đầu trực diện với Ranrock và giành chiến thắng. Sau khi Ranrock bị đánh bại, năng lượng bắt đầu thoát ra khỏi người gã và tụ lại thành quả cầu cảm xúc khổng lồ. Chỉ khi tôi giải phóng toàn bộ mọi cảm xúc trong quả cầu thì mọi thứ mới kết thúc. Đáng buồn thay giáo sư Fick, người đã đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua cũng đã ra đi mãi mãi trong trận chiến cuối cùng ấy. Kết thúc trò chơi, cả trường Hogwarts đã cùng nhau tổ chức lễ tưởng niệm cho giáo sư Fick. Những gì ông đã làm trong trận chiến này là đáng để ghi công mãi mãi về sau như một người anh hùng thầm lặng. Đương nhiên đó chỉ mới là true ending và trò chơi vẫn còn một kết thúc khác. Trong evil ending, giáo sư Fick sẽ không chết, còn tôi thì hấp thụ năng lượng cảm xúc của quả cầu tương tự như những gì Isidora từng làm. Dù mục đích là phá hủy quả cầu, nhưng câu chuyện sẽ dừng lại ở đó mà không có câu trả lời chính xác là liệu sau khi quả cầu bị phá hủy, tôi có dần trở nên tha hóa như Isidora năm xưa hay không. Tuy những lựa chọn của bạn sẽ ảnh hưởng đến một vài chi tiết xảy ra trong trò chơi, nhưng mà về cơ bản cốt truyện chính của Hogwarts Legacy sẽ xảy ra theo những gì tôi vừa kể trên. Vậy là có hai ending. Thường thì hai ending là good ending, đó là quả cầu phá hủy nhưng mà thầy Fick là chết, nhưng mà bad ending là mình hấp thụ vô nhưng mà vẫn là open ending thôi, là kiểu không hẳn là bad lắm. Nhưng quan trọng là game có tổng cộng bao nhiêu kết thúc nhỉ? Là có nhiều kết thúc luôn chứ không phải chỉ có hai cái. Quên gì rồi đúng không? Nhớ đừng quên ấn subscribe cho kênh Mickey Play để xem thật nhiều video về game của mình nha.